Nè hai đứa, đã lớn hết rồi, hãy để ý phải biết học về tề gia nội trợ, đừng có chỉ biết lên núi chơi hoài như vậy. Nếu cứ làm vậy thì người ta sẽ nghĩ rằng hai đứa ngủ nghịch lắm, làm sao kén rể được. Tụi con không lấy chồng đâu mẹ. Tụi con sẽ sống với nhau suốt đời như vậy. Cái gì? Tụi con lấy chồng chung một chỗ. Tụi con lấy chồng chung một chỗ thì cứ lấy anh em một nhà là được rồi. Nè, hôm nay chơi vậy là đủ rồi. Kim Vân hãy về nhà đi, con hổ chơi đêm nó đang chờ mồi đó. Dạ. Mẹ à, hôm nay Kim Vân ngủ nhà của chúng ta không được hay sao? Dĩ nhiên là không được. Tiểu thư của nhà danh giá sao có thể ngủ ở nhà khác được. Tụi con muốn chơi chung nữa, có phải vậy không Kim Vân? Ừ, thôi để ngày mai đi. Ngày mai chân qua cứ tới nhà Kim Vân chơi. Bình Dư, ngày mai nhớ đưa chân qua về nhà của chúng ta chơi nha. Dạ, thưa tiểu thư. Cháu xin phép về. Cháu về đi, cẩn thận nha. Con bé này lớn lên chắc là khéo lắm đó. Ông Lý Mẫn Quy có một cô tiểu thư cao quý như vậy khiến cho 10 công tử nhà khác phải ganh tị. Có phải ông là quan thám phán triều Lý Mẫn Quy có phải không? Phải đó. Ông ta học rộng tài cao, lại anh minh chánh trực nữa. Nhưng mà lại gặp Vận Hà Quan mất rồi. Không biết Vận Hà như thế nào đây. Nhưng mà ông phải chuẩn bị dọn lên Hán Dương để ở đó. Vậy Kim Vân thì sao? Kim Vân. Đừng khóc nha chân qua. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau, từ tới đó rồi sẽ về. Làm sao mà về được? Từ đây đến Hán Dương cả ngàn dặm đó. Nhớ nhau trong lòng thì có thể về được mà. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp được nhau, có biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Kim Vân à, bảo trọng. Thôi được, chân qua tạm biệt. Mau lên. Trong nhà đã xảy ra chuyện thương tâm như vậy rồi, lại trở thành thân phận của người hầu, chắc chắn là người sẽ đau khổ và khó mà thích nghi được. Ngôi nhà này là nơi đã từng quen thuộc lúc còn thơ ấu. Ngươi cứ xem như đây là gia trang của ngươi, hãy sống cho thật thoải mái. Dạ. Đi đi. Dạ thưa bà. Đi, cô theo tôi, mau. Tướng công nhất định phải làm vậy sao?
Theo tôi thấy, không nhất định phải làm vậy đâu. Nó không phải là đứa ngỗ nghịch, nhưng lâm vào cảnh gia biến như vậy nên... À, phu nhân à, nàng không nhớ là Lý Mẫn Quỳ. Lý Mẫn Quỳ đã bị xử tử vì cái tội phản quốc hay sao? Thế nào đi nữa thì từ thừa bé, nó đã thâm giao tỉ mũi với chân qua nhà của ta. Làm ngơ một đứa trẻ như vậy thì lương tâm không có cho phép đâu. Đừng có xem nó như là kẻ hầu người hạ, mà hãy cô mang như là họ hàng ở trong nhà. Vô đây, cô hãy bỏ hành lý của cô vô góc đó đi. À, cái phòng này là của tôi hả? Phòng của cô hả? Cũng là người hầu kẻ hạ như nhau mà còn phòng tôi phòng tớ gì nữa chứ. Chịu khó ở chung với nhau đông người đi. Ở đây hay sao? Bộ chúng tôi là lợn hay sao? Tại sao bịt mũi vậy? Thay đồ này ra rồi làm việc đi. Mau lên, nhiều việc cần phải làm lắm. Coi cô kìa, để lửa lớn vậy làm cái gì? Còn ra cơm cháo cái gì nữa chứ? Kêu tôi làm những chuyện tôi chưa từng làm, sao tôi biết được? Bây giờ tôi tưởng là có người phụ, ai ngờ đâu phải đeo theo một đứa như vậy. Cô coi cô kìa, cũng là kẻ ăn người ở, tại sao lại nói chúng tôi như vậy? Vậy tôi phải dâng và dạ sao? Nè, tôi đáng tuổi mẹ của cô, chắc cô cũng còn nghĩ mình đang thuộc tầng lớp nào đó. Lấy áo bằng lụa mang cho cổ đi. Tiểu thư làm sao ăn mặc tầm thường như chúng ta được chứ. Vô phụ một tay đi. Cẩn thận nha, bằng lụa nguyên chất đó. Tôi biết rồi, đừng có lo. Ê, coi cổ kìa. Thưa tiểu thư, kêu đem áo vô tới bây giờ mới tới đó hả? Không nhanh hơn chút được hay sao? Đóng cửa kính chưa vậy? Kim Vân, tại sao tới bây giờ mới tới hả? Tôi nhớ chị lắm đó. Là chân qua đi nè, tôi có thể lo được cho chị mà sao lại không tới? Tại sao tới bây giờ mới tới? Tôi nhớ chị lắm đó. Chân qua, bây giờ có phải là chị khổ sở lắm hay không? Không thể nào nói.